Xin chào mọi người đã đến với tập tiếp theo của series Ăn đâu cũng ngon. Trời ơi, mọi người tưởng là hết rồi đúng không? Nhưng mà không đâu nha, còn rất là nhiều tập đang đón chờ đó. Và tập ngày hôm nay chúng ta đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Chà, nhưng mà tập này thú vị hơn những tập khác là ở chỗ tụi mình sẽ được làm mất bang tại phòng khách sạn. Đây là một dự định mà Như Bình đã ấp ủ từ rất là lâu trước khi đi rồi. Nhưng mà mãi đến khi đến với Nha Trang thì tụi mình mới có dịp để thực hiện nó. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo dõi nha. Tập này thì chỉ có ăn và ăn thôi, rất là nhiều đồ ăn ngon, mọi người theo dõi nhé. À, tập này á, mọi người sẽ được chứng kiến mặt ngọc của Như Bình và Ekun. Yes! Ước mơ được làm mất ba của em đã thực hiện. Yes! Hạnh phúc lắm luôn á. Tụi mình đã rất là tâm huyết với tập này luôn á mọi người. Toàn ăn không à, mọi người nhìn thấy ngon không? Chứ mình nhìn giờ thấy thèm quá. View từ khách sạn. Ô la la. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ ăn nem nướng cuốn với bánh tráng và rau sống. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có chả này là cho em một ít em lỡ rồi lại nha. Rồi và đây mình sẽ ăn thêm cả bánh căn, bánh căn mực và bánh căn tôm. Mọi người có nhìn thấy con mực không ạ? Rồi và cái này là để chấm với bánh với nem nướng nè. Còn đây là chén miệng của chúng ta. Bánh flan đông sư ở ngay chỗ nào vậy chị? Đường gì vậy chị? Đường Tháp Bà. Quá là đẹp. Đây. Bánh flan này ăn nó khác với những bánh flan bình thường, khi mà có cả đông, có cả cái này là rau câu á, nhưng mà ở miền Trung mình
lời Ezu nói, thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình ăn bánh căn mà trong đó có tôm và mực ở trên. Bánh lần này mình thấy là nó bị nhiều bột quá, tạo cảm giác hơi cứng nè, hơi khô và bị chua mọi người. Nên là mình chỉ đánh giá cỡ 6 điểm thôi. Chuyện năng nề hạnh phúc là ăn ngon đó baby đem bao vị đắng chua cay.
đây biết thành gia vị qua màu son. Cơm bịt mù đổ vào trộn món bùn viên thật ngon. Nước đun sôi món đã chín nổi bùn bay hơi. Ngon về kiểu ngon về lều đến đây ta sơi sơi. Chốt tên vẫn là phải lên 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 lên. Cứ phải lên 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 lên. Và cứ lên 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 lên. Rất là nhiều thì cuối cùng Ezun đã bỏ cuộc để chuyển qua ăn tráng miệng bằng bánh flan đông sương. Còn mình thì vẫn tiếp tục bào thôi mọi người ơi. Mình đúng là một cái hạm rồi, mình vẫn đang ăn, ăn làm sao cho không uổng phí. Nhưng mà đúng thiệt là có hơi quá sức. Nhưng mà ngon, thế là mình vẫn tiếp tục ăn. Sau khi mình xử hết đồ ăn mặn thì bây giờ mình sẽ ăn đến phần tráng miệng bánh flan đậu xương. Đợi mãi cuối cùng mới có thể ăn được. Cái phần này là mình thích nhất, tại vì bánh flan đậu xương này nó cứ giòn giòn sật sật kiểu gì á. Nó ngon lắm mọi người, xong bánh flan ở đây á. Thành ơi, giờ nhìn lại còn cháy nước miếng luôn á. Quá là ngon, quá xuất sắc để kết thúc bữa tối ngày hôm nay. Ta cứ ăn cho quên hết rồi tính sau. Chỉ cần no năng lượng tràn về, cân hết chuyện năng nề. Hạnh phúc là ăn ngon đó baby. Đem bao vị đắng chua cay biến thành gia vị qua màu son. Cơm bịt mù đổ vào trộn món bùn viên thật ngon. Nước đun sôi món đã chín nổi bùn bay hơi ngon. Và mọi người yên tâm là tụi mình ăn xong đã rửa rất là sạch sẽ và trả lại nguyên hiện trạng cho khách sạn em ơi. Và đây là lần đầu tiên tụi mình làm mất bang, không biết mọi người nghĩ như thế nào thì hãy comment thật nhiều phía bên dưới nha.